Ở Nhật Bản có một truyền thuyết, nếu như bạn nhận được cuộc gọi từ chính số điện thoại của mình, thì xin chúc mừng bạn, trong vòng 3 ngày tới, bạn chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều điều bất ngờ và thú vị. Không dài dòng nữa, vào chủ đề chính thôi. Câu chuyện bắt đầu, Yumi cùng cô bạn đang đi vệ sinh, thì cô bạn thân nhận được lời nhắn từ chính số điện thoại của mình. Nhưng không ngờ là, thời gian của lời nhắn gửi đến lại là 3 ngày sau. Hơn nữa, trong lời nhắn cũng vang lên chính giọng nói của cô bạn thân. Hai người cứ nghĩ rằng đây chỉ là một trò đùa nên cũng chẳng để ý đến. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Hôm ấy, cô bạn thân đang đi trên cầu một mình, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Yumi, nhưng lại không biết rằng hàng rào bên cạnh cô đang tự đứt gãy một cách quỷ dị. Hơn nữa, những lời mà cô gái nói lúc này lại trùng hợp y hệt những gì được gửi tới trong lời nhắn 3 ngày trước đó. Cuối cùng, cô bạn thân cũng cảm nhận được có điều gì đó không đúng, nhưng tất cả đã muộn rồi. Cơ thể cô bị một lực đẩy vô hình nắm lấy, vứt xuống dưới cầu. Nhưng sự việc sau đây sẽ khiến bạn lạnh cả sống lưng. Vốn dĩ đã xuống suối vàng rồi, nhưng tay cô bạn thân vẫn còn cử động, hơn nữa còn đang bấm số điện thoại. Đương nhiên, chủ nhân của dãy số này sẽ chính là người đen đủi được chọn tiếp theo. Sau khi dự xong đám tang của cô bạn thân, Yumi đã kể cho anh bạn mình nghe chuyện về cuộc điện thoại quái dị ấy. Nghe xong, anh bạn râu ria thốt lên. Sao cậu không nói sớm, tớ đã nhận được lời nhắn từ 3 ngày trước. Hơn nữa, 2 phút nữa thôi là tới thời gian đã định trong lời nhắn đó rồi. Anh bạn lúc này bắt đầu hoang mang, nhưng lại suy nghĩ lại, rồi bảo làm gì có chuyện như vậy xảy ra. Vừa dứt câu, anh ta mới chết lặng và nhận ra, những lời mình vừa nói lại giống hệt như trong lời nhắn 3 ngày trước. Anh bạn còn chưa kịp định thần, thì cánh cửa thang máy đã từ từ mở ra. Cậu ta bị một thế lực nào đó lôi vào trong thang máy, rơi xuống tầng 1 rồi đầu thai luôn. Sau đó, điện thoại của anh bạn cũng bắt đầu tự động bấm số. Điều này chứng tỏ, người xui xẻo tiếp theo đã được xác định rồi. Chứng kiến cậu bạn ra đi ngay trước mặt mình, khiến Yumi sợ đến xanh mặt. Thế là bèn rủ dê cô bạn Natsumi đến ngủ cùng mình một đêm. Nhưng ai mà ngờ được rằng Natsumi vừa đến thì liền nhận được một cuộc điện thoại. Hai người sợ không dám bắt máy thì nhận được một tin nhắn đến từ 3 ngày sau. Không phải là lời nhắn thoại như hai nạn nhân trước đó. Lần này, trên đó là một tấm ảnh với nửa khuôn mặt của Natsumi, đằng sau lưng cô còn xuất hiện một bóng ma. Biết Natsumi đã nhận được cuộc gọi ma quỷ ấy, tất cả bạn bè đều yêu cầu cô xóa số điện thoại của họ đi. Dù sao thì cũng chẳng ai muốn xui xẻo tìm đến mình. Mà chính Natsumi cũng vô cùng lo sợ, nên ngay trong hôm đó đã đem điện thoại đi tiêu hủy. Vốn tưởng rằng đến đây thì mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng không ngờ rằng người bên nhà đài lại tìm đến, bảo hai người phối hợp quay một chương trình. Biết Natsumi đã không còn điện thoại, phía nhà đài còn đưa cho cô một cái, khiến cô như chết lặng, không biết phải cảm ơn nhà đài sao cho hết nữa. Natsumi vừa cầm vào điện thoại, chưa được một giây sau thì điện thoại đã đổ chuông. Ông đạo diễn thấy vậy, liền an ủi cô rằng không cần phải hoảng sợ, phía nhà đài chúng tôi đã mời thầy Pháp tới, nói xong liền kéo cô tới đài truyền hình. Ở đấy, cô gái vô cùng sợ hãi, cứ cảm thấy ông thầy Pháp này không uy tín chút nào. Quả nhiên, khi đến thời gian đã định, con ma ấy cuối cùng cũng tới. Kết quả không ngoài dự đoán, ông thầy Pháp này đúng thật là không có năng lực gì mấy, vừa trao đổi chiêu thức được có tí thì đã bị con ma đánh bay cả người. Natsumi muốn bỏ chạy, lại kinh sợ phát hiện ra rằng, đằng sau tấm rèm lại y hệt như khung cảnh ở trong bức ảnh được gửi đến. Mà cái đài truyền hình cũng quá là thất đức quá rồi, biết Natsumi đã trở thành mục tiêu tiếp theo của ma quỷ, vậy mà còn đưa cho người ta một cái điện thoại. Đến khi con ma tìm tới thì cũng chỉ biết đứng một bên nhìn rồi ghi hình. May mà vào lúc quan trọng, Yumi kịp thời xuất hiện. Nhưng đột nhiên, tay của Natsumi bỗng mất khống chế, vặn vẹo đủ các tư thế quái dị, sau đó thì tự tháo đầu mình xuống. Yumi bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc, cô đơ cứng người tại chỗ, không thể động đậy. Lúc này, Yumi đột nhiên phát hiện ra, trong miệng Natsumi bất ngờ rơi ra một viên kẹo. Đúng lúc này thì điện thoại của cô cũng reo lên. Đúng vậy, tất cả những người bạn thân đều đã đi Tây Thiên hết cả rồi, lần này thì tới lượt Yumi. Và lúc cô đang không biết nên làm gì, cô đột nhiên gặp một người đàn ông kỳ lạ. Sau khi đi nói chuyện, Yumi mới biết, người đàn ông này tìm đến cô khi đang điều tra các cuộc điện thoại quái dị ấy. Bởi vì ngày trước, em gái của anh ấy cũng ra đi sau khi nhận được cuộc điện thoại như vậy. Trước mắt, thời gian không còn nhiều, hai người họ quyết định sẽ điều tra chân tướng sự thật. Sau một lượt điều tra, hai người phát hiện ra một câu chuyện dường như có liên quan đến một người phụ nữ tên Zima. Từ những người quen biết, họ biết được Zima dường như không được bình thường, thường xuyên làm tổn thương con gái mình. Nhưng sau mỗi lần như vậy, bà ấy lại ôm cô bé đến bệnh viện, như thể có hai nhân cách trong một con người vậy. Đến một hôm nọ, con gái lớn của Zima lên cơn hen suyễn, nhưng bà ấy lại không cứu. Sau đó thì không còn ai biết tung tích của bà ấy đâu, cô gái nhỏ cũng được đưa tới cô nhi viện. Hai người họ nghĩ, chẳng lẽ hại chết con gái lớn còn chưa khiến bà ta hài lòng, bây giờ còn đi gọi điện thoại để làm hại người khác nữa ư? Vì muốn có nhiều manh mối hơn, hai người họ đã đến nhà người phụ nữ ấy.
ngoài một bức ảnh bị xé nát ra, còn lại chẳng có manh mối gì cả. Lúc Yumi đang thất vọng thì cánh cửa tủ đằng sau lưng cô lại từ từ mở ra. Cha mẹ ơi, bên trong tủ là thứ gì vậy? Người đàn ông tiến lại kiểm tra thì phát hiện bên trong tủ có một chiếc máy quay, chứ không có ma quỷ gì cả. Tưởng Yumi căng thẳng quá nên mới tưởng tượng ra, thế là người đàn ông khuyên cô về nhà nghỉ ngơi, còn mình sẽ tự đến trại trẻ mồ côi để tìm con gái của người phụ nữ đó. Thấy thời gian không còn nhiều, Yumi cũng không muốn ngồi không chờ đợi, cô cũng quyết định tự mình đi đến bệnh viện, nơi mà người phụ nữ kia từng ở để tìm manh mối. Nhưng Yumi không thể ngờ rằng nơi ấy đã trở thành bệnh viện bỏ hoang. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Yumi lại tiến thẳng vào bên trong. Vừa bước vào trong thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Yumi lần theo tiếng chuông điện thoại thì phát hiện ra chiếc điện thoại bị vỡ làm đôi nằm trên bàn, thế mà lại reo lên một cách quái dị, mà xung quanh chiếc điện thoại lại có rất nhiều côn trùng. Thấy vậy, Yumi sợ hãi bò ra hành lang, nhưng cô không thể ngờ rằng trên đầu cô đang có một bóng ma tóc dài lộn ngược. Nhưng khi cô vừa quay đầu lại, con ma chỉ kêu lên một tiếng rồi biến mất. Yumi còn chưa kịp hoàn hồn. Yumi hét lớn chạy thẳng xuống dưới tầng, nhưng lại bị con ma ấy chặn giữa đường. Chưa hết, nó còn ném về phía cô mấy cái bình có bào thai, khiến Yumi sợ tè cả ra quần, chân tay loạn xạ bò trên đất. May mà lúc này người đàn ông kia cũng kịp thời tìm tới, kéo Yumi chạy ra ngoài. Nhưng con ma kia làm sao có thể dễ dàng tha cho họ như vậy được chứ? Không những khóa cửa lại không cho họ ra ngoài, mà còn làm đủ trò, khiến hai người họ chỉ còn cách trốn trong một căn phòng. Đúng vào lúc này, Yumi lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại một lần nữa. Ngẩng đầu lên nhìn thì cô sợ hãi đến mức bật khóc. Không biết từ đâu ra lại có một chiếc điện thoại hiện lên thời gian sống của cô chỉ còn 50 giây. Thấy Yumi tuyệt vọng, người đàn ông vội kéo cô rời đi. Thế nhưng, anh ta tình cờ phát hiện ra từ đằng xa có một bàn tay cầm một chiếc điện thoại. Người đàn ông lập tức nhận ra đó chắc chắn là chiếc điện thoại đang gọi tới, thế là nhanh chóng cầm lấy nó rồi tắt đi. 50 giây đã hết, Yumi vẫn bình yên vô sự, xem ra lời nguyền đã kết thúc. Thế nhưng, khi người đàn ông giở tấm gỗ chỗ bàn tay ấy ra thì phát hiện bên trong có một thi thể phụ nữ đã mục giữa. Hai người họ đoán rằng đây chắc hẳn là nguồn gốc của những cuộc gọi ma quái. Yumi đang định thở phào một hơi, không ngờ cái xác ấy lại nắm lấy tóc của cô, định thơm cô một phát. May mà người đàn ông ấy đã kịp thời liều mạng kéo cô ra khỏi căn phòng, nhưng lại bị một luồng khí của con quỷ chia tách. Lúc này, đối diện với thi thể khô cằn đang tiến lại gần, Yumi rơi vào tuyệt vọng. Lúc sắp bị thi thể ấy bóp chết, Yumi đột nhiên nảy ra một ý tưởng, gọi cái xác ấy một tiếng, mẹ. Quả nhiên, trên đời này có người mẹ nào muốn hại chết con của mình cơ chứ? Lúc người đàn ông tìm đến nơi thì oán khí của người phụ nữ đã không còn nữa, hạnh phúc nằm trong lòng Yumi. Cuối cùng, lời nguyền đã được hóa giải. Thế nhưng, lúc này, cảnh sát sau đó đã yêu cầu người đàn ông xem một đoạn băng được tìm thấy trong chiếc máy quay. Từ đoạn băng, sự thật cuối cùng cũng được tiết lộ. Thì ra, người làm hại cô em gái nhỏ không phải là bà mẹ, mà chính là cô con gái lớn. Mỗi khi làm cô em bị thương, người chị sẽ cho một viên kẹo để em không nói chuyện này với mẹ. Cuối cùng, có một ngày, người mẹ phát hiện ra sự thật. Bao nhiêu năm nay, tháng nào em gái cũng bị thương 7-8 lần, hóa ra là do cô chị. Thấy con gái nhỏ đang bị thương, bà liền ôm con đến bệnh viện, đúng lúc cô chị gái đang lên cơn hen suyễn. Xem xong, người đàn ông như ý thức được. Hóa ra, người đứng sau tất cả mọi chuyện lại chính là do con gái lớn của Jima. Sau khi biến thành quỷ và đưa mẹ mình đi Tây Thiên, cô bé đã dùng điện thoại của bà để làm ra mấy cuộc gọi ma quái. Hơn nữa, đã biến thành ma rồi nhưng không bỏ được thói quen cũ. Mỗi khi làm hại một người, đều sẽ cho họ một viên kẹo. Người đàn ông sau khi tìm ra được chân tướng sự thật, liền tức tốc lái xe đi tới nhà Yumi. Mà lúc này, Yumi bỗng nhiên nghe thấy tiếng người đàn ông kia gọi cửa ở bên ngoài. Thế nhưng, cô tình cờ trông thấy chiếc đồng hồ trên bàn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại quay ngược chiều kim đồng hồ. Có dự cảm không lành, Yumi chỉ dám lén nhìn qua lỗ mắt mèo ở cửa. Yumi sợ hãi quay đầu chạy vào trong nhà, thì không ngờ rằng hồn ma cô con gái lớn đã đợi sẵn từ lúc nào không hay. Đợi đến khi người đàn ông đuổi kịp đến nơi mới phát hiện ra Yumi không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng giây tiếp theo, anh liền cảm thấy một cơn đau truyền đến từ thắt lưng. Cúi đầu xuống nhìn thì thấy Yumi vừa để lại một con dao trong người mình. Anh đau đớn ngã quỵ xuống đất. Nhìn vào gương thì mới phát hiện Yumi sớm đã không còn là Yumi nữa rồi.